không biết là thai nhất hộp số chỉ có 40-50k thôi thì có được làm những dịch vụ như tăng thắng, lau mực kính đồng hồ, bơm bánh, không tính công không anh em? Có nha, theo Nhật. Như anh em cũng biết thì nhớ hộp số tầm khoảng 4-5 ngàn km mình nên thay lại, hoặc là mình có thể canh bằng 2 hoặc 3 lần thay nhớt máy thì thay lại. Tuy nhiên thì những cái dịch vụ kèm theo và những dịch vụ để mà hỗ trợ anh em đi con xe tốt hơn, an toàn hơn thì bên mình luôn đưa hàng đầu, và những dịch vụ ví dụ như nhờ kiểm tra lọc gió, bơm lại vỏ xe đi có sức hơn, tăng lại thắng để đi an toàn hơn thì luôn được hỗ trợ không tính phí cho anh em lúc anh em làm bất cứ dịch vụ gì tại sao bản mình. Vậy thì anh em có thấy những hộp số này vô nước không? Thật sự là không vô nước nha, không có vô nước. Nếu mà vô nước á, thì sẽ là màu cà phê sữa. Tuy nhiên thì cũng đã đến Odo thay, gần đến Odo thay mà kỹ xe, muốn an tâm hơn, tránh tình trạng bị gào xào bộ láp thì kỹ như vậy là đúng nha anh em. Như anh em cũng biết, Nhật thường hay nói rằng á, khi mình đi bị ngập nước hay là trời mưa gì đó thì nên kiểm tra lọc gió luôn. Sẵn tiện hôm nay chị gái ghé lại thay nhớt hộp số, đảm bảo nhớt hộp số mình an toàn hơn, thì chị có nói Nhật ơi, kiểm tra giùm chị xem thử cái lọc gió nó có bị vô nước hay không, hay là nó có dơ hay chưa. Lâu rồi chị cũng chưa có kiểm tra. Nghe Nhật nói là 7-8 ngàn nên kiểm tra và thay mới đúng không? Thì bây giờ Nhật sẽ tháo ra cho anh em xem. Đối với cái dòng xe số thì cái lọc gió thường sẽ nằm cao hơn, nhưng dòng xe ga thì lọc gió nằm thấp, cho nên mỗi lần đi mưa anh em rất là quan ngại đúng không? Giống như chị gái này thôi, chỉ xem clip riết thì cái gì chị cũng biết hết trơn. Đây, lọc gió cỡ này không biết là chị có thay hay không để nhờ tư vấn cho chị, nhưng mà cỡ này là mình nên thay rồi nha anh em đó. Còn không là xịt bụi, nhưng mà xịt bụi cũng không tác dụng nhiều đâu. Rồi thì thay hay không là ở khách hàng thôi anh em, dơ như vậy thì cũng hơi hơi tới lúc thay à. Nhưng mà khách hàng không chấp nhận thay thì mình xịt bụi lại, nhưng mà với cách xịt cho đúng nha. Giấy mà xịt mạnh quá nó cũng hư giấy, lúc đó là hại nữa. Chỉ sơ thôi, rồi chị hẹn lần sau quay lại chị thay mới nha. Đây là hiện tượng của lọc gió không bị vô nước nha anh em, không bị vô nước vì nó không có nở và nó không có sạch nước trên này. Khi mà bị vô nước mình sẽ biết, lúc mà bị vô nước rất là tai hại luôn. Còn như không bị vô nước này thì tiết kiệm hiện thời, chưa muốn thay thì lần sau mình thay để giúp con xe mình đi ngon hơn thôi. Thì Nhật vừa mới vệ sinh cơ bản lại, lọc gió zin thì không là vệ sinh được rồi, nhưng mà vệ sinh cơ bản được. Thì chắc chắn rằng những cái kiểm tra hỗ trợ anh em có con xe ngon hơn và an tâm hơn, giống như chị gái này muốn an tâm hơn về cái lọc gió. Những bước này là bên mình sẽ, các bạn thợ sẽ không tính phí, các bạn bán hàng sẽ không tính phí đâu nha. Cho nên nếu mà xe mình lỡ ngập nước giống xe này, hay là đi quá lâu không biết là có thay, có nên thay hay chưa, thì nên nhờ các bạn thợ kiểm tra. Khi anh em làm bất cứ dịch vụ gì mà cần kiểm tra hoặc là xem thử con xe mình sao nó đi, nó kêu lột sọc lột sạch hay nó kêu, thì đừng có ngại chờ nhờ mấy bạn thợ hỗ trợ mình nha. Rồi thì cũng kiểm tra xong lọc gió rồi giúp chị. Còn thay nhớt hộp số thì cũng rất là quen với anh em rồi, không cần biết hộp số gì, cũng là một cái quy trình thay nhớt chuẩn thôi, lau hết ốc lại hả. Những loại nhớt hộp số dành cho xe tay ga cũng nôm na gọi là nhớt cầu, nhớt láp anh em. Nó giúp bảo vệ cái bộ răng chuyển động cũng như là bạc đạn trong bộ hộp số của mình nó êm hơn, tránh tình trạng hao mòn quá nhanh ha. Cho nên đòi hỏi có những đồ đặc nhất định, cũng như là những phụ gia giúp bảo vệ những cái linh kiện đó trên con xe của mình. Còn những cái dịch vụ mà Nhật đã nói lúc đầu, cái nào mà không tính phí thì chắc chắn không tính phí. Bây giờ Nhật sẽ kiểm tra xem thử cái vỏ xe như thế nào. Sau những lần mà đi mưa rồi nọ thì anh em cũng nên thay nhớt hộp số và lọc gió giống xe này ha. Còn vỏ thì bữa trước Nhật mới bơm cho chị mấy bữa trước rồi, không biết hôm nay thì nó như thế nào. Chà, yếu nữa nè, mới có mấy ngày thôi yếu nữa, không biết là vỏ nó còn giữ hơi tốt không. Để một xíu mình nhờ chị theo dõi lại đó. Bởi vì mình đâu có biết được rằng cái vỏ mình lúc nào nó xì hơi đâu. Chạy phải hiểu và thích cái sao ta, phải cảm giác lắm mới biết được cái vỏ nó mềm hay là quá cứng. Cứng thì dễ hơn, còn mềm nhiều khi mình không biết. Chứ mỗi lần thay nhớt hay làm dịch vụ gì thì mình sẽ bơm bánh xe lại như vậy để vỏ khách hàng đi tốt hơn. Này đủ ký nè, đủ ký ok ha. Bởi vì những cái gì á mà hỗ trợ anh em được thì thợ bên shop hai bánh sẽ hỗ trợ anh em hết mình, cũng như là kiểm tra hỗ trợ anh em những cái lọc gió hay kiểm tra này nọ kia nếu mà anh em đi có những cái vấn đề khó chịu cho con xe, để làm cho khách hàng hài lòng mà quay lại mới là tốt. Cho nên sếp Nhật thường hay dặn rằng á, không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền, mà quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng. Giống như chị này quay lại thay nhớt láp mới là thành công. Mình shop hai bánh mới vui ha. Cảm ơn anh em, xin chào lại anh em, bye bye.